rắn đó em. Nhóm của tụi em nó đi lộn nhà. Ủa nhà mình ăn Tết hả? Dạ, chị cho em xin mấy bao phong bì nha chị. Dạ trời ơi Tết nữa nào phong bì này may mắn lắm. Chị ơi nhóm 4 người đợi cho em 4 tháng nha chị. Dạ cảm ơn chị. Thôi bây giờ em hát bài cúp đi cho gia đình nha. Tết đến rồi đến trước nhà nhà. Cái ngày vàng thì nó không khách tí. Chúc cụ xa được sống lâu sống thật. Cho xa nào lại đợi cách xa. Chúc mình sẽ gặp lại. Cái này được nhiều Tết đến rồi, Tết đến rồi, Tết đến trong tim mọi người.
sang năm lại bán SI. Và kính chúc người đi xe gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đêm về buồn cũng ở bên bếp hồng và đôi bánh trưng xanh chẳng xa. Cà gốc là cao hơn. Cười em vậy? Cười, vui quá. Nhìn thấy nào vậy? Được, nhìn xung quanh. Đâu xin. Thôi anh gọi đi. Thôi, giờ cho thêm cái này đi. Không để đi. Gọi cho em mà gọi cho đẹp. Ghê nó lấy bụng ghê. Chạy. Vô. Vô lên. Ủa, ở cái quần gì mà ngộ vậy? Kẹo hả? Thấy nào đây, em luôn. Tôi nói là vậy, cái máy chồng mình lấy luôn. Mình tới cho cháu, mình gặp tới à. Thôi cái đồ này sao mấy quần rồi. Thôi. Xích quay cho anh ngàn ngồi đây xíu. Quay cái đám chưa được quay nè. Chào các bạn. Phát lòng tài ở khắp nơi phố phường. Một năm mới an khang, đừng ăn nên nhớ.